Thì thưa thầy, trong cái chương trình xuất gia vị tha ai cũng có thể tham gia được hả? Từ mấy tuổi đến mấy tuổi? Đó là một câu hỏi rất là lý thú. Trong cái chương trình mà xuất gia vị tha đó, thì các bạn có thể nghĩ như thế này này. Cái người nào mà xuất gia được phải không? Thì dường như câu trả lời là có cái giới hạn. Tức là thì dường như là nếu bạn là 3 tuổi thôi thì bạn xuất gia thì không hiểu hiểu được cái chuyện gì không? Cho nên thường thường là cái category mà gọi là cái sa di mà có 3, 4, 5 tuổi đó, nhỏ nhỏ đi theo đó, để cái chọn đó, thì gọi là mấy ông mà sa di mà ông đuổi quả, tức là ông chạy lăng xăng không học, không hiểu gì đó. Thì thường thường là mình không có sai cái loại sa di đuổi quả đó, tức là 3 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi nhưng khi không hiểu đó. Thế nên mình muốn nếu mà cái người mà trẻ nhất thì phải hiểu là thầy nói cái gì, triết lý nói cái gì thì cũng mười, mình không muốn đặt cái tuổi đó, mình sẽ nên xét có thể là cái học cái người đó đó, cái đối tượng đó nó hiểu được cái chuyện cái trưởng thành hay không. Thế bây giờ các bạn đến 10 tuổi trưởng thành lắm, 10 tuổi nó bị chuyện đời nhiều lắm, nó không chừng 10 tuổi đó nó hiểu được, nhưng mà hiểu tiếng Việt mới được, tại vì mình nói tiếng Việt mà nhiều khi nó không hiểu tiếng Việt hay là tiếng Thảo tiếng, thành ra là cái vấn đề là một vấn đề hiểu mới được cái người mà thầy giảng cái bài. Thứ nhì đó, nếu mà các bạn mà lớn tuổi quá rồi đó, thì dụ như là bạn nói với thầy con bây giờ con rìu rồi rìu con bây giờ con đi cầu tiêu không được, phải có người dẫn con đi cầu tiêu, con nằm là con thè hai chân ra con nằm đó, con có ông là ông dẫn IV vô trong người con không thích cái đó, là tới cái chỗ là khó khăn như vậy. Thì mình sẽ có một cái chương trình xuất gia dành cho những cái người gọi là handicap riêng, không phải bây giờ xuất gia handicap, thì lúc đó bạn giữ những cái giới đặc biệt khác. Cho nên là nó phải có cái lý do là mà phải giữ được vài ba cái giới, vậy là có 10 giới đó, ít ra là 10 giới, bạn giữ được 10 giới, ít ra 10 giờ giữ được 10 giới. Nhưng mà nếu bạn là không, 10 giới tôi giữ được con giới thì đương nhiên là mình xuất gia không không xong rồi. Thành ra là cái 10 giờ đó phải cần giữ cái được. Cho nên cái tuổi mà nói tuổi lớn bao nhiêu thì thầy cũng nghĩ là cái tuổi tác, mà thầy nghĩ là cái sức khỏe bạc đó còn cho phép bạc có thể dậy sớm 5-6 giờ dậy và tối 10 giờ ngủ hay không. Và cho phép bạc đó là mình ngồi nghe giảng nhiều, rồi mình ngồi thiền nhiều, rồi xong mình đi bộ, rồi exercise làm việc, thì mình có đủ sức hay không. Bây giờ bạn nói thế thầy con không đủ sức, không, thì bây giờ bạn còn 3 tháng để bạn chuẩn bị 8, 9, 10, 11, 12, 4 tháng. Thành ra là nó không còn nhất thiết là bạn nói là ô tôi không có cách, bạn phải tập luyện, bạn cứ cố gắng đi thì không chừng là nó sẽ thành công. Nên đó là một cái hy vọng rất lớn, là mình hy vọng là các bạn đều tham gia được và các bạn có thể có một cái thời gian để chuẩn bị. Thứ nhì nữa đó là thí dụ như bạn nói cho thầy con người đạo Thiên Chúa xuất gia được không? Được, thì bạn quy y đi, bạn xuất gia. Xuất quy y tức là mình phải thọ cái pháp, bạn làm đệ tử của Phật thì được, thì sẽ xuất gia được, không cao gì đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là câu hỏi là bạn xuất gia vì người nào. Nếu bạn thấy là ô thì cha mẹ có bệnh thế này giờ mình xuất gia, hay là cái người chị mình vừa mà chết thì mình xuất gia, hay là cái con mình bị ung thư mình xuất gia cho người con của mình, hay là nhiều khi là những người bạn thân của mình nó có những khổ nạn, hay chính người vợ mình làm việc có những cái trường khổ nạn như nó, vân vân. Mình cảm thấy là cái tâm của người vợ mình nó không còn đầm lắm, không còn vững lắm, cho nên bây giờ mình muốn xuất gia để cái tâm mình nó đầm lại, nó bình an lại, và từ đó nó ảnh hưởng tới người vợ, làm cái tâm ba nó đầm lại, nó bình lặng lại. Ví dụ hoặc là nhiều khi đó mình xuất gia là vì mình thấy rõ ràng cái nghiệp chướng nó quá lớn của người bạn mình, thấy nó họ bình như vậy, bây giờ mình xuất gia để khỏi hưởng cái bình nó biến mất. Nó có trăm ngàn lý do để mình xuất gia giùm cho người khác. Nhưng mà còn một lý do này, bạn cũng nên xuất gia là gì? Thì như bạn ăn mặn nhiều quá, mình có cái nghiệp sát là nhiều quá rồi, thì bây giờ mình hãy tu những con vật mình đã ăn đi. Như thầy tuy thầy là xuất gia rồi, nhưng mà thầy lúc nào thầy hồi hướng những con vật mà thầy trước khi thầy xuất gia thầy đã từng ăn, mà tức là từ lúc thầy 0 tuổi cho tới lúc mà 17, 18 tuổi cỡ đó, thì thầy vẫn ăn mặn. Cho nên thầy cứ nghĩ, luôn luôn nghĩ thầy hồi hướng cho những con vật đó mình tu.
Thế nên cái mình cái câu hỏi là ai là người mà xuất gia đó? Thì câu hỏi trả lời là mình phải có cái người là muốn tu dùm là một, hai nữa mình phải hiểu cái lời nói của vị thầy của mình để mình nghe mình theo, và thứ ba nữa mình nên có cái sức khỏe để mà theo. Nhiều khi các bạn biết không, mình không có cái sức khỏe nhưng mà vô không ai hỏi, vô không ai nói gì cả. Nhưng trong trong cái tờ giấy mình khai mình không đề rõ là mình có bệnh gì cả, mình không nói. Thì đến lúc mình vô mình ngồi mình tu rồi đó, thì bây giờ mình thấy thì bực bực mình là vì sao vậy? Ủa mình không có sức khỏe gì hết. 5 giờ sáng, 6 giờ sáng người ta dậy thì mình dậy không được, mình quen dậy 9 giờ rồi. 10 giờ mình đi ngủ thì mình quen 2 giờ mới đi ngủ, 2 giờ sáng mới đi ngủ, thế nên mình là không quen. Cho nên bây giờ thì mình cần có 4 năm tháng để mình thay đổi. Rồi thì thể bây giờ thì mình có một cái câu hỏi của một cái vị cụ xuất gia, đó là cũng như là cái người đó xuất gia mấy năm nay rồi nhưng mà về nhà không có thấy cái sự thay đổi gì hết, thì thầy có thể thầy chỉ cái cách làm sao tu để mà tiến hóa trên con đường tâm linh thì... Câu hỏi đó là hay lắm, tức là đầu tiên cả là cái program, cái chương trình xuất gia đó nhiều khi mình chưa có hoàn thiện. Còn nhiều khi đó cái chương trình xuất gia của mình nó không phải là mình làm 200 năm nay rồi, mình mới làm có 6 năm thôi, năm thứ 7. Thành mỗi năm đó, mình thay đổi một chút, thay đổi một chút, thay đổi một chút, mình cải thiện một chút, cải thiện một chút, cải thiện. Năm nay ấy, thì mình cải thiện hơn đó, là cái gì? Là mình không làm cho tới chờ tới cái 7 ngày mình xuất gia không. Ngay tháng 8 này là mình bắt đầu, mình chuẩn bị liền. Cái chị Ngọc này chị sẽ về Việt Nam, nhưng mình bắt chị đó đem bài học theo học, làm đủ rồi, qua những cái video này làm những cái chuyện giữ thiền lại học hành qua cái video rồi làm theo, chuẩn bị cho tới lúc nào mà 8 đến 22 là chị hoàn toàn hiểu biết cái chương trình. Thì trong cái chương trình này đó mình huấn luyện làm sao mình chuẩn bị đó, là dạy người ta làm sao mà mặc cái áo vô này, làm sao biết ngồi này, làm sao biết đứng này, làm sao biết đi này, cái oai nghi cái gì, cái câu chú về học thuộc lòng này. Tức là mình làm tất cả những cái chuyện đó mình làm trong 4 tháng. Cho nên tới cái thời gian đó thì mình chuẩn bị mình ok được. Thì tự nhiên đó, trong cái sự quá trình chuẩn bị đó đó, mình gọi là trồng cái nhân đó, thì tới đó cái quả nó lên chút chút như vậy. Thì mỗi năm đó, mà mình trồng cái nhân thì quả lên chút chút, mỗi năm mình tưới nước chút thì quả lên chút chút, cây lên chút chút. Thì cây nó không có cách gì đó. Bạc qua này 10 năm trong cây, 100 năm trong người. Bây giờ đó có nhiều khi mà mình xuất gia cả đời luôn mà chưa thấy thay đổi cái gì cả. Vì bạn xuất gia 4 năm, 5 năm, 6 năm bạn bỏ thay đổi, mà bạn xuất gia 7 ngày thôi. Trong đó là 7 ngày đó chưa biết là cái hành kiểm của bạn tu có đàng hoàng hay không nữa. Nhiều khi là mình chỉ làm theo, đến lúc mà người ta tu thì mình gục lên ngã xuống, ngủ lên ngủ xuống, ăn thì chê. Đó, mà ngủ thì cũng là la làng than phiền là bởi vì ngủ không đủ, ăn không ngon. Cho nên không biết là mình nói tôi tu 4 năm rồi sao tôi không thể thay đổi. Thì câu hỏi đặt ra là cái chương trình á, thì mình đang hoàn thiện cái chương trình, có lẽ là có cái lỗi lầm cái chương trình mà tu hành là không đủ sâu để mình thay đổi. Nhưng mà cái phần khác đó là cái sự mình thể hội của mình gọi là cái huệ tánh, huệ căn của mình, cái nhiều khi cái huệ căn mình chưa phát triển ra, và cái khả năng mà mình ngộ lý, mình hiểu được cái chân lý là nhiều khi mình chưa phát triển ra. Cho nên mình đi theo chương trình là mình chưa mở ra. Mà cái điều này cũng nói tới không phải là chương trình xuất gia mà chương trình tu học của đời của bà. Các bạn, nhưng khi bà tu 50 năm bà không biết tại sao bà chưa giác ngộ, thì cái lý do không phải là vì là cái gì hơn ấy, là bởi vì cái căn tánh của mình, cái huệ căn của mình, cái khả năng ngộ lý của mình, đồng thời cái chương trình tu học của mình không biết là nó có hợp với cái bản năng và cái căn cơ của mình hay không để nó mở ra. Thì như bà thấy cái chai bia đó, chai bia có cái nắp, bà phải lấy cái đồ bằng mở cái róc ra một cái thì cái nắp bia này bung ra. Rồi cái rượu bà lấy cung cái đồ bằng mở cũng được, tại cái rượu có cái bất. Thế bà phải lấy cái đồ bà ngoáy nó xuống rồi bà phải mở ra được. Dạng gì như vậy đó, đấy là cái chuyện thế tục, là cái chuyện mà của những người uống rượu thôi. Nhưng bà phải cần đúng cái đồ nghe. Tình như cái tấm của bà đó, bà muốn tú lắm, nhưng mà cái đồ nghe bằng trạch đi. Cái đồ bắt thì để mà vặn thì là bà không có nên bà luật lấy cái đồ mở bia bằng mở thì nó không ra. Cho nên cái chương trình xuất gia đó nó thích hợp với cái gì, cái người mà muốn tu dùng những người khác, cái người mà bà rất là có cái lòng tín ngưỡng Phật giáo và tín ngưỡng vào cái đạo Bồ Tát, mà muốn tu dùng những người ta, muốn tạo công đức cho người ta. Sau đó rồi
Bạc tu xong rồi thì bạc về nhà đó, bạc thực tiếp tục thực hành những cái phương pháp mà bạc tu trong 7 ngày đó. Nhưng mà nếu bạn nghĩ rằng là mình cũng giống như mình đi quay cái vở kịch đó, mình lúc mình đi quay mặc áo đồ cái đẹp xong là quay xong uống cái rượu xong là về đó, thì đương nhiên là cái vở kịch đó bạc sẽ không còn. Làm sao bạn giữ được trong đời bạn được? Tại vì cái vở kịch đó nó chỉ xuất hiện khi bạn mặc cái bộ đồ đó, uống cái ly rượu đó, ngồi quay cái trong cái ban công đó để quay cái vở kịch đó. Bạn không làm cái gì áp dụng được cả, bạn chỉ ngồi quay thôi. Cho nên là đòi hỏi là một cái sự thực hành, tức là muốn thực hành thì bạn phải có một cái nhóm người cùng tu với bạn, bạn phải có cái phương pháp bạn tiếp tục thực hành, sustaining practice, một cái phương pháp tu hành mà nó tiếp tục hoài. Và bạn cái nhóm người giúp bạn tu và bạn rõ ràng bạn biết là cái nắp mở ra bằng cách gì, bạn có cái đồ khui. Thành đó là những cái đó mà trong chương trình mà xuất gia vị tha đó, thì mình giúp cho bạn từ từ mình tìm được, làm cho bạn có cái hứng thú, bạn muốn tìm cái đồ khui. Vì cái đồ khui nhiều khi nó không ở trong chương trình xuất gia vị tha mà nó ở đâu, sau khi bạn xuất gia rồi bạn tới cái vị thầy học đạo dạy đạo của bạn, bạn tới cái chùa, bạn tới một cái nhà thờ, bạn tới cái chỗ nào đó đó, thì không chừng họ có cái đồ khui, vì cái căn cơ của bạn thích hợp với cái chỗ nào đó mình chưa biết được. Thì khi mở ra rồi ấy, thì những cái gì bạn học trong chương trình xuất gia vị tha bây giờ nó mới activate, bạn thấy nó rất là sử dụng, rất là hợp lý. Vì những cái gì bạn học trong chương trình xuất gia này đó, nó không phải là mình học để mà chơi, mà nó giúp cho mình suốt cả đời luôn. Nãy thầy có nói cái chữ oai nghi đó là cái gì thầy? Oai nghi tức là cái cách đó để cho mình gọi là cái chân tay, cái cử chỉ, cái động niệm, cách mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình nói năng, mình suy nghĩ. Thì những cái phần đó đó gọi là cái oai nghi. Oai nghi là cái nó không phải thuộc về giới luật, nó thuộc về cái cách để mà mình express, mình diễn bày cái bản ngã của mình, và qua đó là làm diễn bày cái chân tâm. Nếu khi mình mê thì gọi là diễn bày cái bản ngã. Thì cái oai nghi là nó dùng đó để mà diễn bày cái chân tâm. Cái người giác ngộ đó họ có cách mà họ diễn bày, mình nhìn và mình biết đây là giác ngộ, cái lời nói của họ, hành động của họ. Đức Phật đó, khi mà Ngài giác ngộ rồi thì cái hành động của Ngài là khác hẳn lúc mà Ngài là hoàng tử. Người ta mình ghi lại những cái hành động của Ngài đó, người ta học theo, bắt chước theo hành động của Ngài. Và người ta nói là đây là những cái hành động của người bậc giác ngộ. Và do đó nếu mình giác ngộ thì mình hãy tập những cái hành động này đi. Thì cái đó là một cái trường thuyết rất là quan trọng trong Phật giáo, là cái trường thuyết là mình phải làm theo những cái oai nghi của người giác ngộ rồi. Nhưng mà người giác ngộ họ muốn mau muốn vàng lắm, họ có đủ thứ duyên cả. Cho nên từ từ đó mình quy định lại, mình nói là oai nghi là những cách mà cái người đó mà ít tạo nghiệp nhất, không tạo cái nghiệp, không tạo những cái ác nghiệp mà nó biểu hiện ra. Đi từ cái chỗ là cái hành động biểu hiện của sự giác ngộ tới cái hành động hay lời nói âm cái tư duy của cái người mà bớt tạo nghiệp hay là người chỉ tạo thiện nghiệp thôi. Thì hai cái này là hai cái mà khác biệt nhau của cái loại oai nghi. Cái loại oai nghi người giác ngộ thì hoàn toàn là siêu việt, và cái loại oai nghi của mình đang tập đây là làm sao để mình biểu hiện cái tánh tốt, giảm thiểu đi những cái đức tính xấu bằng cái hành động, cái lời nói, sự suy tư của mình ấy, nó có một cái khuôn khổ mà cái tay chân, cái con ánh mắt, cái hành động, cái cách ngồi như vậy đó, từ 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 nó tạo thành. Mà do đó là mình phải học cái oai nghi, tức là học cái giới, học cái oai nghi, cách là how you carry your body, oai nghi. Thì làm sao mà mình học cái oai nghi? Ôi, cả suốt đời luôn. Nhìn thấy hay là không, khó lắm. Cái học oai nghi là một cái học mà gọi là nó khó nhất trong tất cả các học. Tại cái giới thì dễ lắm, mình biết là cái giới này mình đừng làm cái này. Nhưng cái oai nghi đó là cách mà nó express cái tâm thức mà giác ngộ. Ông thầy của mình chỉ như khi giác ngộ cái chuyện này, nhưng ông không giác ngộ những chuyện khác vì cái điểm mù. Khi ông xuất tục đó, khi ông ngồi thiền, ông có sự giác ngộ của cái thiền định đấy. Nhưng mà khi ông ra nhập thế đó, thì cái thói quen mà từ vô thủy đến nay làm cho cái hành động của ông nó sẽ có cái khác. Cái cá tánh ông là khác, nó không có giống nhau nữa. Cho nên mình không thể bắt chước được cái oai nghi của một cái người giác ngộ, mà mình chỉ nên bắt chước cái oai nghi mà Đức Phật đã dạy lại trong cái luật tạng. Cái luật tạng là
mình chép lại cái oai nghi Đức Phật như thế nào. Thí dụ Đức Phật không bao giờ đi nhanh cả, không bao giờ ngang chạy cả, Đức Phật không bao giờ ăn mà ăn lẹ như thầy đâu các bạn. Thầy ăn lẹ cho xong rồi, Đức Phật ăn rất chậm, ngài nhai rất kỹ, ngài có 40 cái răng là nhai rất kỹ. Mình bây giờ mình ăn cái lẹ nhai cái lẹ, ngài không bao giờ mà kiểu như ngài vừa ăn mà nói chuyện, never, không bao giờ cả, ngài ăn xong rồi mình nói chuyện. Khi ngài ngủ, ngài không bao giờ nằm ngửa, ngài nằm ngay một bên, bên tay phải. Và ngài giữ cái tư thế rất là cân bằng. Khi ngài nói chuyện đó, thì ngài tuyệt đối không bao giờ mà ngài nhìn bên này, nhìn bên kia, nhìn trái nhìn xuống. Ngài nhìn nơi cái lỗ mũi hay là con mắt người ta, nhìn để nói chuyện. Và cái lời nói của ngài tương truyền rằng đó, là không bao giờ mà nó quá mau, quá chậm, cái cường độ giống nhau. Là cho con người mình nghe giống như là mình đi vô trong cái con cái dòng 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 sông mà của cái du dương âm nhạc đấy. Và nó có trăm ngàn cái chuyện là, ví dụ như cách ngày ăn mặc làm sao, cách ngày ăn uống, cách ngày đi, cách ngày đứng, cách ngày ngủ, cách ngày làm, nó có cái tệ hành rất là vĩ đại và rất nhiều. Thì bây giờ mình không có học cái tệ hành của ông thầy của mình được, never, theo đúng cái luật sách luật tàng, học cái cách mà Đức Phật mà đã làm hồi xưa. Đó là cái hay vô cùng. Thì bây giờ thầy thì thầy trong cái trong 7 ngày như vậy thì các bạn biết sáng mà các bạn là bây giờ tôi đi học, tôi học bắt chước ông thầy hàng trường nó và thường là bạn không đúng rồi, phải bắt chước cái luật cái giới luật, cái luật tàng mới được. Thì cái cả tánh của thầy là cả tánh của thầy, bạn đừng bắt chước cả tánh. Mà nhiều khi đó mình học với ông thầy nào thì mình bắt chước cả tánh ông thầy đó, cái đó là cái sự sai lầm lẫn của cái học luật. Chúng học giới, học giới thì có thể bắt chước, nhưng mà học luật đó là phải theo cái luật nghi. Thì cái mối mà luật nghi đó là nhiều khi bạn học 5 năm, 10 năm rồi chưa đủ bạn. Là rất nhiều thời gian. Thì trong 7 ngày về 10 ngày thì mình không mong rằng là bạn học y hệt như ông Phật. Thầy không mong là bạn đi ra đường hay đi ra là bạn đi nghĩa là theo kiểu ông Phật không có. Không, bạn đi theo kiểu bạc đi. Nhưng mà từ từ bạn phát nguyện phát tâm để mà từ từ bạn sẽ đi theo kiểu ông Phật sau này. Rồi, tất cả cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái phần mà Q&A số 2 này.